Một trong những vị vật sống có sở thích là uống rượu cũng như ăn thịt chó. Đấy là tác phẩm gì ạ? Hôm nay em Giai trong kia đến từ Thượng Gỗ Sử Đồng xin giới thiệu các bạn mình tác phẩm Ngài Tế Công các bạn nhé. Vật sống Tế Công là tên gọi khác là cũng là Tế Điên đó. Và Ngài sở thích là uống rượu cũng như ăn thịt chó các bạn nhé. Và tác phẩm bên em được làm trên chất liệu gỗ vương mộc từ đàn đỏ, một chất liệu gỗ vương từ đàn đỏ vô cùng là quý hiếm và giá trị rất là cao đúng không ạ? Và đang thì hot ở trên thị trường và được các bác nhà mình đang tìm dùng và tìm kiếm các bạn nhé. Và tác phẩm bên em với chiều cao đấy là 1m25, ngang 43 và sâu là 40, và hiện tại bên em đang giao lưu mức giá vô cùng êm ái chỉ là 45 triệu đồng thôi. Và bên em đã bao ship toàn quốc cho toàn thể quý bác mình rồi đó. Và không để các bác nhìn chờ lâu, em sẽ tiến gần máy quay hơn để các bác nhà mình ngắm nhìn chi tiết hơn về tác phẩm bên em. Trước tiên chạy ngắm nhìn là khuôn diện của cụ Tế Công đấy ạ. Đấy, từ phần ánh mắt nhá, phần sống mũi, phần khẩu miệng thôi, vô cùng là thần thái đúng không ạ? Khuôn mặt bên em làm phần nếp nhăn nhá. Đấy, rất là chân thực, rất làm rất là trau chuốt nhưng là tỉ mỉ ạ. Ở trên phần mũ của đang người thợ bên em có làm phôi ra một chữ Phật, đấy, làm kênh hẳn ra các bạn nhá. Và phía dưới đây những tràng hạt của cụ ấy người thợ bên em chặt tỉa vô cùng là tròn đè và làm rất là kênh bong, vô cùng là kênh bong và moi móc tỉ mỉ đúng không ạ? Và một tay đang cầm chiếc bát rượu có những giọt rượu cuối cùng đây đang chảy xuống đấy ạ. Một tay đang xách một chiếc bình hồ lô chạy nhá, ở bên trong chứa rất là nhiều rượu. Và các bạn nhìn sợi dây giúp em này, đấy, liền hết cho em mà làm rất là kỹ càng tỉ mỉ đúng không ạ? Và từ tà cũng giải quần thôi, người thợ bên em làm rất là mềm mại và vô cùng chân thực. Và các bạn nhìn giúp em này, đấy. Ngài Tế Công thì có sở thích là rất là mặc bộ quần áo rách, thì người thợ bên em đã làm rất là chân thực đây, làm phô ra cái phần ống quần đã rách đây và làm phô ra chiếc đầu gối anh chị em nhá. Và các bạn ngắm nhìn giúp em này, rồi khe kẽ ngón chân và phần cơ của bàn chân thôi, không khác gì một bàn chân người thật đúng không ạ? Và đặc biệt hơn cả các bác ngắm nhìn giúp em này, toàn bộ trên này là phần chun sụn anh chị em nhá, chun sụn hết cho em. Một phôi gỗ hiếm có nhưng khó tìm đây, 100 phôi gỗ thậm chí hàng nghìn phôi gỗ mới có một phôi gỗ chun sụn như này chị em nhá, vô cùng đẹp và rất là đỉnh cao đúng không ạ? Và phía dưới đây bên em có làm thêm một chú ve sầu, số không khác gì một chú ve sầu thật ngoài đời chị em ạ. Phô ra phần cánh này, phần đầu di sản hết cho em, phần chân làm kênh nhận ra. Và cùng với đó bên em làm một cây lấm minh chi cũng như là cây nhân sâm triều tiên gần 5 tuổi, làm phô ra phần lá phần hoa đấy ạ. Mong muốn các bác nhà mình thật nhiều sức khỏe cũng như là sự trường thọ đấy ạ. Và tác phẩm này bên em làm tứ diện các bác mình nhá, và sau đây em sẽ quay phần đằng sau các bác mình xem này. Đấy, tác phẩm này em tứ diện. Đấy, đỉnh cao luôn. Phần đằng sau bên em làm phôi ra phần chiếc quạt Ngài Tế Công đây, liền hết cho em nhá, chun sụn này, vân giải áo giải quần đây, quá là chân thực luôn, phiền đã xẻ đấy ạ. Tác phẩm quá to, liền nạc hết cho em nhá, tác phẩm này liền 100% cho em. Đấy, hàng thân phôi gỗ cột tinh nõi đấy ạ. Dạ vâng, và còn gì tuyệt vời hơn khi các bác mình sở hữu một tác phẩm Ngài Tế Công như này, trưng kê trong khuôn gian nhà mình, đấy, uống rượu phải gọi là ngàn ly không say đúng không ạ? Và chất liệu của vương một tuần đỏ mang lại một màu đỏ rất tươi, trưng kê trong khuôn gian nhà mình là rất là nổi bật, và màu đỏ thì mang lại bình an cũng như may mắn cho gia chủ nhà mình nghe chị mình nhá. Và chị mình quan tâm tác phẩm này thì hay liên hệ với hotline bên em với đầu số là 0789336318 hoặc là 0981336318, kết bạn Zalo em gửi những hình ảnh chi tiết và rõ nét nhất cho các bác mình cùng cân đối đó. Và cảm ơn các bác nhà mình đã lắng nghe và theo dõi.